Cập nhật diễn biến nóng bầu cử Mỹ năm 2024 Ông Trump được dự đoán thắng ở tất cả các bàn chiến trường Bà Harris chuẩn bị cho viễn cảnh ông Trump tuyên bố thắng cử sớm Tỷ phú Bill Gates có thể đã quyên góp 50 triệu đô la Mỹ ủng hộ bà Harris Tổng thống Biden tuyên bố muốn nhốt ông Trump Tỷ phú Elon Musk lo bị ám sát và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ông Trump được dự đoán thắng ở tất cả các bàn chiến trường. Kính thưa quý vị, dữ liệu do trang đặc cực công bố cho thấy, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump có khả năng giành chiến thắng ở tất cả các bàn chiến trường và tại đắc cử. Trang đặc cực Election Betting Odds vào ngày 22 tháng 10 đã công bố tỷ lệ đặc cử ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng ở các bang Arizona là 72,1%, Georgia là 70,5%, North Carolina là 66,5%, Pennsylvania là 61,5%, Nevada là 60,7%, Michigan là 59,5% và Wisconsin là 57,5%. Trong khi đó, đối thủ của ông Trump bên đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris được dự đoán sẽ thua ở tất cả các bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Phân tích dự đoán rằng ông Trump sẽ giành được 312 phiếu đại cử tri so với 226 phiếu của bà Harris. Trang đặt cược này tổng hợp dữ liệu do Bestfair, Smikers, Pradis IT, Polymarket và Kanshi cung cấp và cập nhật thông tin sau 20 phút một lần. Theo một cuộc khảo sát do The Atlanta Journal-Constitution thực hiện, ông Trump đang dẫn trước bà Harris 4 điểm phần trăm ở bàn chiến trường Georgia Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhận được 47% tỷ lệ ủng hộ, trong khi ứng viên Đảng Dân Chủ được 43% tỷ lệ ủng hộ. Tuy nhiên, The Atlanta Journal-Constitution lưu ý rằng 8% cử tri tiềm năng cho biết họ vẫn chưa quyết định và điều này có thể thay đổi kết quả chung cuộc. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 10. Trong số 1.000 cử tri tiềm năng ở Georgia, một cuộc khảo sát của Reuters IBSOS cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3% trên quy mô toàn quốc với tỷ lệ 46% so với 43%. Khi được hỏi về cách tiếp cận đối với cách thách thức về nhập cư và kinh tế, những người được khảo sát đã ủng hộ ông Trump, người dẫn trước với tỷ lệ 46% trên 38% về kinh tế và 48% và 35% về nhập cư hơn 4.100 người trưởng thành ở Mỹ đã tham gia cuộc khảo sát của Reuters IBSOS được tiến hành trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10. Cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc cho đến nay vẫn rất khó đoán vì các cuộc khảo sát vẫn có sai số, có nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả. Theo giới chuyên gia, các bang Arizona, Georgia, Michigan – Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin sẽ là chiến trường quyết định liệu ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ Kamala Harris hay ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ trở thành tổng thống tiếp theo trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đang ở giai đoạn cao trào khi cả hai đều đang tập trung nỗ lực để giành được các cử tri ở những bàn chiến trường. Hiện cả hai ứng viên đều bám đuổi sát sao trong các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử. Những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện tại, cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở đột bang để đảm bảo con số đó. Bà Harris chuẩn bị cho viễn cảnh ông Trump tuyên bố thắng cử sớm. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, bà và đội ngũ đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với việc ứng viên Cộng hòa cựu tổng thống Donald Trump lập lại kịch bản tuyên bố thắng cử sớm. Trả lời câu hỏi phỏng vấn của NBC vào ngày 22 tháng 10, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bày tỏ lo ngại về việc ứng viên Cộng hòa Donald Trump có thể tuyên bố thắng cử sớm trước khi tất cả các lá phiếu được kiểm đếm và các phương tiện truyền thông dự đoán người chiến thắng bà harris nói có một người đó là ông trump ông ấy đã cố phủ nhận cuộc bầu cử tự do và công bằng người đã bác bỏ ý nguyện của nhân dân và kích động một đám đông bạo lực tấn công trụ sở quốc hội làm một số người thiệt mạng đây là một vấn đề rất nghiêm trọng bà cũng khẳng định bà và đội ngũ của mình đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để đối phó với tất cả tình huống phát sinh trong đêm bầu cử cũng như những ngày sau đó chúng tôi có đủ nguồn lực chuyên môn của mình và cũng như sự tập trung vào đó phó tổng thống mỹ harris cho biết khi được hỏi về kế hoạch ứng phó nếu ông trump tuyên bố thắng cử quá sớm bà cho hay đội ngũ của mình đã sẵn sàng phản ứng nếu ông trump một lần nữa đưa ra cáo buộc vô căn cứ về một cuộc bầu cử bị đánh cắp nhằm lật ngược kết quả bầu cử trong cuộc phỏng vấn, bà Harris cũng bình luận, nước Mỹ đã sẵn sàng cho nữ tổng thống đầu tiên. Bà lập luận người Mỹ quan tâm liệu ứng viên tổng thống có thể làm được gì cho họ hơn là giới tính của ứng viên. Năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, dù hàng chục nghìn lá phiếu qua thư chưa được kiểm đếm. Sau đó, ông không công nhận kết quả bầu cử và bị cáo buộc, xúi dục người ủng hộ xong vào trụ sở quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021 để ngăn quốc hội công nhận chiến thắng của tổng thống Joe Biden. tỷ phú Bill Gates có thể đã quyên góp 50 triệu đô la Mỹ ủng hộ bà Harris. Tỷ phú Bill Gates được cho là đã quyên góp 50 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, theo New York Times. Báo New York Times dẫn theo các nguồn thạo tin hôm 22 tháng 10 cho biết, tỷ phú và nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates gần đây đã quyên góp khoảng 50 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris Khoản quyên góp cho Future Forward, nhóm gây quỹ ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris, được cho là sẽ được giữ kín vì ông Gates chưa công khai ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ. Theo New York Times, trong các cuộc trao đổi riêng tư với bạn bè và những người khác trong năm nay, ông Gates cũng đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Các nguồn tin cho biết tổ chức từ thiện của ông Gates, quỹ Bill Melinda Gates, rất lo ngại về khả năng cắt giảm các chương trình kế hoạch hóa gia đình và y tế toàn cầu nếu ông Trump tái đắc cử. Tuy nhiên, tỷ phố Gates đã nhấn mạnh rằng ông có thể làm việc với bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào. Trong một tuyên bố phản hồi thông tin của New York Times, ông Gates nhấn mạnh sự hợp tác lưỡng đảng của mình, nhưng cũng nói rằng cuộc bầu cử lần này rất khác biệt. Ông Gates nói với New York Times rằng, tôi ủng hộ các ứng viên thể hiện rõ cam kết rõ ràng trong việc cải thiện các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu tại Mỹ và trên toàn thế giới. Ông nói thêm, tôi đã làm việc lâu dài với các nhà lãnh đạo chính trị, nhưng cuộc bầu cử này thì khác, có ý nghĩa chưa từng có đối với người Mỹ và những người dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin France 24 vào tháng 7, thời điểm bà Harris trở thành ứng cử viên tổng thống mới của Đảng Dân chủ sau khi tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, tỷ phú Bill Gates đã hoan nghênh sự xuất hiện của một người trẻ hơn, có thể có suy nghĩ về những vấn đề như AI, trí tuệ nhân tạo. Trong khi bà Harris bước sang tuổi 60 vào tuần trước, đối thủ của bà ông Trump đã 78 tuổi và là ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Vợ cũ của tỷ phú Bill Gates là bà Melinda France Gates, trước đó đã công khai ủng hộ bà Harris. Theo Forbes, cho đến nay đã có ít nhất 81 tỷ phú ủng hộ bà Harris trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc, trong khi đó một trong những người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk, lại ủng hộ ông Trump. Ông Musk, từng bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ trong quá khứ, đã chuyển sang ủng hộ đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay. Tỷ phú công nghệ đã ủng hộ ứng cử viên Donald Trump từ tháng 7 và xuất hiện cùng ông tại các sự kiện vận động tranh cử. Hãng tin Reuters cho biết tỷ phú Musk đã quyên góp khoảng 75 triệu đô la Mỹ cho siêu ủy ban hành động chính trị America PAC ủng hộ ông Trump trong vòng 3 tháng qua, biến ông thành nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới. Tổng thống Joe Biden tuyên bố muốn nhốt ông Trump Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22 tháng 10 theo giờ Mỹ phát biểu rằng ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump là mối đe dọa với nền dân chủ và cần bị nhốt lại về mặt chính trị. CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong sự kiện tổ chức tại trụ sở đảng Dân Chủ ở bang New Hampshire rằng nền Dân Chủ đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump là một mối đe dọa nghiêm trọng. Ông Biden nói với đám đông tham gia sự kiện rằng chúng ta phải nhốt ông ta lại, nhốt ông ta lại về mặt chính trị, nhốt ông ta ở ngoài đó. Đó là những gì chúng ta cần làm. Nhóm vận động tranh cử của ông Trump ngày sau đó đã coi phát biểu trên của ông Biden là sự thừa nhận về việc luôn đàn áp ông Trump. Bà Caroline Levitt, thư ký báo chí cho chiến dịch tranh cử của ông Trump nói, Tổng thống Joe Biden vừa thừa nhận một sự thật là kế hoạch của ông ấy và bà Harris luôn để đàn áp chính trị với ông Trump bởi họ không thể đánh bại ông ấy một cách công bằng và sòng phẳng. Chính quyền Biden-Harris mới là mối đe dọa với nền dân chủ. <laughs> Tỷ phú Elon Musk lo bị ám sát Tỷ phú công nghệ Elon Musk cáo buộc truyền thông đang khuyến khích những nỗ lực ám sát nhằm vào ông và cựu tổng thống Donald Trump. Ông Musk viết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm 21 tháng 10 rằng, với những công kích không ngừng nghỉ, các phương tiện truyền thông chính thống đang tích cực khuyến khích vụ ám sát ông Trump và bây giờ là tôi. Bài đang đi kèm với ảnh của một bài báo từ hãng tin Spiegel của Đức miêu tả giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX là kẻ thù số 2, cùng với đó là bức ảnh kết hợp khuôn mặt của Musk và ông Trump. Vị tiếp phú cũng đính kèm một đoạn video cho thấy bình luận tương tự của ông tại một cuộc vận động tranh cử tiếp sức cho ông Trump ở Pennsylvania vào cuối tuần qua. Ông nói, dù sao đi nữa, nguy cơ tôi bị ám sát cũng tăng lên đáng kể. Ông Elon Musk bắt đầu ủng hộ cựu tổng thống Trump sau vụ ám sát bất thành nhằm vào ứng cử viên đảng Cộng Hòa hồi tháng 7. Chỉ 2 tháng sau, ông Trump tiếp tục bị ám sát hụt lần 2 tại sân golf của ông ở West Palm Beach, bang Florida hôm 15 tháng 9. Ông Musk đang tích cực hỗ trợ quá trình tranh cử của cựu tổng thống trong những tháng gần đây thông qua nền tảng X. Tỷ phú này cũng đang đóng góp với 75 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump với việc thành lập quỹ America PAC. America PAC đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược của cựu tổng thống ở các bang dao động, đặc biệt là Pennsylvania. Tuy nhiên có nhiều ngờ vực sau khi vị tỷ phú tuyên bố rằng ông có kế hoạch cho 1 triệu đô la Mỹ cho các ứng cử và cử tri của Pennsylvania, ký vào bản kiến nghị của America BIC cho tới ngày bầu cử, bản kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Thống đốc bang Pennsylvania, Josh Sabero, mô tả kế hoạch của ông Musk là đáng lo ngại sâu sắc. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin mời quý vị hãy để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.